Dậy sóng với menu cơm quê đắt đỏ quán Trường Giang, tròn mắt khi thấy giá cả món Âu ở quán Thu Trang mới mở. Liệu Trường Giang có cảm thấy chạnh lòng khi việc kinh doanh của mình không được suôn sẻ như đồng nghiệp? Hiếm có nghệ sĩ nào đá chéo lĩnh vực kinh doanh lại vấp phải nhiều trục trặc như Trường Giang. Quán cơm quê mười khó của danh hài gặp phải không ít điều tiếng và phản hồi tiêu cực vì giá thành đắt đỏ cũng như phong cách phục vụ chưa được chuyên nghiệp. Dậy sóng một thời gian ngắn trên mạng xã hội, cuối cùng, may mắn thay ồn ào đã tạm lắng để ông chủ yên tâm làm ăn. Trường Giang đích thân phục vụ, vì mát cơm quê, quán của Trường Giang càng bị bắt bẻ trong khoản giá thành, một trong những tờ hóa đơn thị phi của quán ăn năm danh hài. Các món chính làm từ thịt lợn, cá, tôm, mực có giá xấp xỉ 200 ngàn. Món canh cũng dao động từ 100 đến 200 ngàn, thức uống như nước đậu hoặc chè đậu là 25 đến 32 ngàn. Mới đây, vợ chồng danh hài Thu Trang Tiến Luật cũng khai trương một cửa hàng ăn chuyên về thịt bò, chế biến theo phong cách đồ Âu. Nhiều sao Việt đã tới chung vui cùng cả hai, trong đó có Trấn Thành, Phương Trinh Jolie. Cũng chính tại nơi này, MC đắt xô nhất Việt Nam bị fan tản tò khi quên mang theo cả tiền lẫn thẻ để trả. Ngoài ra, điểm khiến người xem quan tâm không kém ấy chính là giá thành đồ ăn tại nhà hàng trông có vẻ sang chảnh này, lại là quán ăn của Hoa hậu làng hài. Có lẽ giá của món ăn sẽ không hề bình dân, tuy nhiên nhiều người đã nhầm bởi thực tế, các món chỉ có giá từ 89 đến 110 nghìn. Trấn Thành tới ăn khai trương quán bò của Thu Trang và Tiến Luật mà không có Harry Won, giá thành các món ăn cũng không quá cao. Phương Trinh Jolie khen các món ăn ở quán của đồng nghiệp. Không riêng Phương Trinh Jolie mà nhiều người khen bò ở Thu Trang Tiến Luật khá ngon. Ai cũng thắc mắc lý do Xuân Bắc giấu vợ cực kỹ, không ngờ tìm ra Facebook bà xã lại sốc thế này. Trong khi nhiều danh hài cứ công khai vợ và bạn gái, thì Xuân Bắc lại ỉm rất kỹ. Xuân Bắc là một trong những danh hài nổi tiếng hiện nay ở Việt Nam, không giống như những đồng nghiệp khác có cuộc sống hôn nhân liên tục thay đổi như Hiệp Gà, Tự Long, Chiến Thắng. Xuân Bắc lại khiến nhiều người nể phục vì cuộc sống gia đình quá hạnh phúc và vẹn tròn. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng, gia đình là một cái gì đó rất thiêng liêng và cần phải giấu kín. Tôi không bao giờ thích phơi bày gia đình mình cho thiên hạ bàn dân biết để xăm soi bàn tán. Chính vì điều này, nên để tìm một bức ảnh đầy đủ các thành viên trong gia đình hay những lời mật ngọt của anh dành cho vợ trên mạng xã hội cũng khó tìm. Giấu vợ kỹ như vậy thì liệu bà xã anh cảm thấy như thế nào? Và có chồng là người nổi tiếng thì vợ Xuân Bắc làm gì, được mọi người đối xử ra sao? Vợ Xuân Bắc hiện tại là giảng viên khoa học sân khấu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Ngoài ra, cô còn chăm chỉ bán hàng online trên Facebook. Ngoài đời, Hồng Nhung là một người khá trẻ trung, năng động và cá tính, với mái tóc tém. Trái với chồng, cô lại khá cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh của bản thân, cũng như con cái lên mạng xã hội. Hình ảnh tình cảm của vợ chồng Xuân Bắc trên Facebook vợ anh. Hai vợ chồng cũng thường xuyên đi chơi với bạn bè. Cô luôn âm thầm ủng hộ chồng trong mọi dự án nghệ thuật. Đã là bà mẹ hai con, nhưng bà xã của danh hài rất trẻ trung và xì tin. Chắc hẳn nhiều người không ngờ khi biết vợ Xuân Bắc là giảng viên. Hồng Nhung vừa xinh đẹp cá tính, đôi khi cũng rất hài hước. Vì bán mặt hàng thời trang nên phong cách của cô cũng rất đẹp và thay đổi liên tục. Không chỉ xinh mà vóc dáng của Hồng Nhung cũng rất đẹp. Cô có sở thích chụp ảnh nên thường chụp ở bất cứ nơi nào có thể. Để duy trì được vóc dáng thì cô cũng phải vất vả luyện tập mỗi ngày. Bị lăng mạ trên Facebook, nghệ sĩ Xuân Hương nhờ công an can thiệp. Bị người mẫu Trang Trần lăng mạ trên Facebook, nghệ sĩ Xuân Hương đã chính thức nhờ công an can thiệp xử lý hành vi nhục mạ người khác của cụ người mẫu. Tối ngày 2 tháng 6, nghệ sĩ Xuân Hương xác nhận với báo phóng viên Người Lao động, bà đã chính thức yêu cầu công an thành phố Hồ Chí Minh can thiệp việc bà bị Trần Thị Trang, tức người mẫu Trang Trần, có hành vi làm nhục trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, thông qua luật sư, nữ nghệ sĩ Xuân Hương còn đề nghị công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra người đã giả mạo, lấy hình bà lập Facebook vào trang Facebook của Trang Trần bình luận làm mất uy tín của bà. Trong những ngày qua, mạng xã hội đã lên án Trang Trần khi cô này có những lời lẽ thô tục xúc phạm nghệ sĩ Xuân Hương. Theo đó, có một tài khoản tên Xuân Hương Trần có hình nghệ sĩ Xuân Hương vào Facebook cá nhân của Trang Trần bình luận vô văn hóa quá khi cô này livestream. Theo nghệ sĩ Xuân Hương, bà không biết Trang Trần là ai, chưa một lần gặp mặt thì không có lý do gì lại vào trang Facebook của Trang Trần để bình luận.
Bà cũng khẳng định rằng không có nhiều thời gian để tương tác với bạn bè, thì lấy đâu thời gian để bình luận với người bà không quen biết. Nghệ sĩ Xuân Hương nói, đây là một âm mưu hạ uy tín, hạ danh dự của tôi một cách tàn độc, bởi ai đó, có người đã giả mạo tài khoản xã hội của tôi. Vì hình đại diện của tôi ai cũng có thể xem và lưu lại được, thì việc tạo một tài khoản giả mạo hoàn toàn dễ dàng, tôi nghĩ chỉ có thể là như vậy. Trả lời câu hỏi của phóng viên, liệu bà có chấp nhận Trang Trần xin lỗi hay không? Nghệ sĩ Xuân Hương cho biết, bà chưa nghĩ đến vấn đề này. Hiện nay, bà chỉ yêu cầu công an vào cuộc nhằm giải oan cho bà, cũng như phải trị những người dung tục nhục mạ người khác trên mạng xã hội, gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bà. Từng lãnh án vì lăng mạ công an, tháng 8/2015, Trần Thị Trang đã bị Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tuyên phạt 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 27/2/2015, Trần Thị Trang đi taxi cùng nhóm bạn và chiếc taxi này lưu thông ngược chiều trên phố Tạ Hiện, thành phố Hà Nội. Lực lượng công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm dừng kiểm tra. Trang đã ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ, lăng mạ tấn công cán bộ tự quản. Khi bị đưa về trụ sở, cô tiếp tục ăn nói thô tục với các công an. Bầu xô mắng chửi Lưu Chí Vĩ đi trễ, không dám ra khỏi nhà vì bị dọa dẫm, miệt thị giới tính. Những lời lẽ nặng nề khiến bầu xô Nguyễn Hy rơi nước mắt vì cảm thấy bị xúc phạm. Sự việc liên quan đến chuyện đi trễ của nam ca sĩ Lưu Chí Vĩ và những lời to tiếng của bầu xô Nguyễn Huy cho đến bây giờ vẫn chưa dừng lại. Khi những người trong cuộc không còn lên tiếng để chỉ mũi dùi về phía nhau nữa thì người ngoài cuộc vẫn hăng say can thiệp. Kể từ khi câu chuyện trở nên ồn ào, điện thoại của bầu xô Nguyễn Huy và trang cá nhân liên tục nhận được những tin nhắn chửi rủa. Nhiều người còn đe dọa sẽ phá đoàn hội chợ do một tay anh dựng lên. Người kỳ công hơn còn quay clip để chửi thẳng. Những áp lực này khiến bầu xô Nguyễn Huy suy sụp tinh thần. Là người kinh doanh nhưng anh gác lại toàn bộ công việc, chỉ đóng cửa ở nhà để suy nghĩ về những chuyện đã và đang diễn ra. Tôi không thích sự nổi tiếng, chỉ có Lưu Chí Vĩ mới cần điều đó. Trong chuyện này tôi nghĩ mình là người thiệt thôi vì có quá nhiều người không hiểu. Tôi là người làm kinh doanh là chính, tổ chức hội chợ chỉ như một cách quảng bá thương hiệu. Tôi thừa nhận mình có sai, nhưng Lưu Chí Vĩ cũng sai. Tới thời điểm này chúng tôi không hẹn gặp nhau để nói chuyện thêm một lần nào nữa. Vì bên nào đều có cái tôi riêng của mình. Họ chửi tôi là chó, là bầu xô dơ giấy và miệt thị giới tính của tôi. Tất cả khiến tinh thần tôi bị tổn hại nghiêm trọng. Tôi không dám đi đâu ra khỏi nhà vì sợ người ta dòm ngó chỉ trỏ. Mọi công việc kinh doanh cũng bị ngưng trệ. Tôi đã đem clip người ta chửi rủa tôi đưa cho luật sư. Nếu sự việc này còn tiếp tục, tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp, bầu xô Nguyễn Huy quả quyết. Nhìn không chớp mắt khi thấy vẻ bề ngoài của danh hài Hoài Linh lúc đi Hầu Đồng. Một cái nhìn rất khác về nghệ sĩ Hoài Linh mà khán giả vẫn thường thấy trên màn ảnh và sân khấu. Không chỉ là danh hài gạo cội của làng giải trí, nghệ sĩ Hoài Linh còn là một người có tên tuổi trong tín ngưỡng thờ mẫu và Hầu Đồng từ nhiều năm nay. Hoài Linh từng kể, năm tôi 13 tuổi, gia đình tôi sống tại Dầu Dây, Đồng Nai. Đối diện nhà tôi là đền Đức Thánh Trần do em nuôi của bà ngoại tôi trông nom. Ông là người làm việc đạo nghĩa, giỏi tướng số nên tiên đoán được nhiều điều rất chính xác. Tôi nể phục ông nên đã theo ông thực hành các nghi thức tôn giáo và làm điều có ích cho đời. Năm tôi 17 tuổi trước khi ông mất, ông nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành người của mọi người và tôi phải trả nợ nhân gian. Khi tôi trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, tôi hưởng thụ ít mà làm việc rất nhiều. Tất cả đồng tiền tôi làm ra để lo cho gia đình, anh em bạn bè và người bất hạnh. Lúc này giật mình nhớ lại lời ông nói ngày xưa, tôi càng kính phục ông hơn và nguyện sẽ làm càng nhiều điều hay càng tốt. Có lẽ đó chính là một trong những lý do vì sao Hoài Linh quyết định tìm hiểu về nét đẹp văn hóa dân gian huyền bí này, rồi nhất tâm ra Hầu Đồng hát văn dân thánh. Hầu Đồng là một sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật, giữa ca nhạc, múa, diễn là loại hình tổng hợp của văn hóa dân gian. Đã đến hầu cửa thánh, cửa mẫu thì phải nghiêm ngắn quy củ. Trang phục thì phải đẹp, đủ đúng, châu chuốt cẩn thận từ cái khăn đai, áo mũ, váy áo và trăm cài. Hoài Linh là một nghệ sĩ sống ghi tâm. Hoài Linh luôn giữ thái độ nghiêm trong lúc suốt buổi Hầu Đồng. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tham gia lễ rước thánh mẫu trên sông Hương.
Hình ảnh Hoài Linh trong các buổi hầu với lượng người xem đông nghẹt